Tên cướp giật tài sản của phụ nữ chạy được 30 mét thì bị bắt. Ngày 17 tháng 1, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản của đối tượng Lý Quốc Hưng, sinh năm 1995, trú tại thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Vào khoảng 8 giờ ngày 13/1, chị Quy TB đang mở cổng vào khu nhà trọ tại thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên thì bị một nam thanh niên cướp giật một túi sách màu nâu có chữ Luận Văn, bên trong có số tiền 1,97 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan. Đối tượng gây án chạy được khoảng 30 mét thì bị người dân và công an xã Quang Châu phối hợp bắt giữ. Qua điều tra, đối tượng khai nhận do không có tiền chi tiêu nên đã rình sơ hở của phụ nữ để cướp giật tài sản. Đối tượng đi theo nạn nhân từ nơi làm việc về đến nơi trọ tại Núi Hiểu thì gây án. Hiện Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Quốc Hưng, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.